Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là em sẽ tháo ruột và review cái con FSRI SBX 900 nha anh em. SBX 900 thì sẽ coi cái người Nhật người ta làm cái con FSRI đó gồm các linh kiện như thế nào. Em sẽ quay tổng thể cái ruột bên trong và sẽ bật nguồn lên để giới thiệu từng cái chế độ cho anh em xem nha. Con này là em đang bán là 5 triệu, là hàng từ nước ngoài về nha anh em, hàng của Nhật Bản, điện 220V. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết bên trong luôn nha anh em. Anh em xem mà tự đánh giá nha. Này là hàng made in Japan của hàng Yamaha. Ban đầu là em sẽ quay cái nguồn trước. Nó nguồn rồi tới linh kiện IC đây anh em, đây quay ngược này, quay lại đây, đầu tiên là em thấy có một cái con linh kiện lớn nè, của IC lớn nè. IC này là Yamaha IM6007F đó. Rồi có mấy con nhỏ nhỏ là dài dài là của Toshiba nha anh em, cũng Japan luôn. Con này con Yamaha 1989 Yamaha đó, tất cả đều là của Nhật hết nha anh em. Con này so với giá 5 triệu là đáng đồng tiền bát gạo. Để lại phép rồi nó tới mấy chục 90 cái kênh để mà chỉnh bắt ré ớ lộng revert với eco. Mấy cái này là dạng như cái gọi là gì ta, cái này dạng như là cái micro mà nó có cái đầu hãm anh em, dạng như là cái volume vậy đó. Đây. Linh kiện này là toàn là linh kiện hàng thôi anh em, chứ không phải là linh kiện dán giống như con hàng bán số. Rồi để em coi coi. Nói chung là không hiểu về kỹ thuật mà nhìn vô cái bộ này thấy chất lượng à. Trời ơi, cái linh kiện đặt lừ luôn anh em. Thì ở ngoài cái cổng sau nè, cổng sau thì nó có là điện 220 nè, input là cái ngõ 6 ly vô, và output là hai ngõ 6 ly đầu ra. Anh em tự xem xong rồi anh em tự đánh giá nha. Để em ghi điện. Em ghi điện xong rồi cái em bật lên cho anh em xem. Đây cái. Rồi, cái nút này. Không phải cái nút nó nằm ở đây anh em, cái nút nó nằm ở đây nè. Nút nó nằm đây mà nó có cái cây chèn từ đây lên tuốt ở đây, thằng này nó rảnh ta nè. Rảnh thiệt, tao thiết kế nút đây luôn đọc. Đúng là người Nhật. Rồi em giờ em kim điện vô rồi em sẽ quay các chương trình cho anh em xem nha. Em đã cấp nguồn điện rồi, giờ em bật nguồn lên anh em. Đó. Thì ở đây nó có 90 cái chương trình. Này 90. Số còn số nữa. 92 93 45 97. 199 chương trình. Rồi em bấm từ 1 nha. Này anh em có thể thay đổi được cái thông số. Cái chế độ revert.
delay. Ví dụ muốn thay đổi thông số thì mình thay đổi ví dụ như là cái LVS gì nè. Đầu ra đầu vô rồi nè anh em. Nó nhiều chế độ. Anh em tại coi thì mua về là tự nghiên cứu nha. Trên mạng có chỉ đó. Bypass là ngắt cái phép. Nên em mua về tự dọc nha. Đây, chuyển từ đầu. Thoát ra sao? Chỉnh trong cái đầu của này đầu ra utility program cool acid tắt lại nào không biết tắt lại thôi nha anh em, clip em kết thúc nha. Này có một con duy nhất bán giá 5 triệu, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha. Chúc anh em nhiều show. Này về kết nối với con mixer để làm FR là vô địch thiên hạ rồi, giá quá rẻ so với cái chất lượng người Nhật. Kết thúc nha anh em.